Hello mọi người, xin chào các bạn đã đến kênh Trung Pháp Lý Cuộc Sống Mỹ của mình. Bây giờ mình đang đứng ở trước chợ Hồng Kông ở tiểu bang Georgia. Và hôm nay sẵn mình đi dẹp mình đi chợ để mình vô mình quay vòng vòng chợ nhiều Việt Nam đi chợ này nhất cho các bạn xem ha. Giờ mình đang vô chợ đây. Đây có bán bánh trung thu nè các bạn. Đây, nhân vật trung thu sắp đến rồi. Giờ chợ này để bánh trung thu ra bán. Chiều tối mới có nhiều người mua. Đang thường cuối tuần là dân làm neo cũng sẽ không làm á. Mai với lộ
theo tán đầu. Có bán khô nè các bạn, cá tra phồng, khô cá tra phồng. Để 8.59 xe một phao. Đây là tới cái hàng thịt. Tôi cắt ra. Tôm cỡ sai khác nhau hết. Tôm cái đầu, tôm cái đầu luôn. Tôm nhỏ thì nhỏ rồi đây. Chợ Hồng Kông này là những người ở tiểu bang này hay là tiểu bang xa đều biết tới chợ Hồng Kông hết. Còn mấy người mà ở cùng bên cạnh thì ở Florida rồi á, về đây hay mua mua đồ rồi đem về Florida lại. Hai các bạn xem được những cái hoạt động này. Đầu cá thu đó, mình sẽ đang đầu cá thu đúng không ạ? Nó mình chưa quá ngon luôn. Yeah.
cá. Chả cá này hồi nãy nguyên mặt thì nó bán có 4 đồng 100 con, con này mình cũng mua lẻ 2 con 1 đồng. Bán đồ khô, nhà son, nồi, đồ dùng trong nhà. Ngày nay vợ thèm nấu mì Quảng, bởi vì vợ kêu mình đi chợ mua đồ về nấu mì Quảng ăn đây, rồi sẵn dịp mình cũng quay chợ cho các bạn xem luôn. Vậy đó vợ cũng nói à, nhờ đi có mấy mua mấy món mà cả tiếng hộ gì tới nhà rồi đó. Đây cái hàng mì khô đó các bạn. Mình thì cũng đang tìm loại mì Quảng kia ăn ngon lắm mà ở đây nó không có bán. Bây giờ mình lấy đỡ loại này về ăn. Cái này ăn cũng ăn rồi thì cũng mà cũng thấy cũng ngon lắm. Không biết vợ muốn mua bao nhiêu bịch đây, mình lấy lại 4 bịch kéo đây. Wow, đây còn bánh nữa nè, đây hàng đây nữa nè. Quá trời bánh luôn các bạn. Nơi Phật cảnh này ok, bây giờ mình qua mua gia vị nấu mì Quảng.
gia vị gì cũng có hết. Mình đang tìm cho cái nó mì quảng bịt. Thêm bịch này nha các bạn, gia vị nó mì quảng ha. Lấy hai bịch luôn, rồi ba bịch luôn. À, cái này mình thấy bubble tea nè các bạn. Bubble tea làm cái can luôn đây. Honey do bubble tea. Ờ, đó cậu này thế nè. Bubble tea brown sugar. Cái này bữa hổm mình cũng có ăn kem rồi đó. Có làm cây kem luôn đó. Cho lên nước uống. Ô, còn nữa các bạn ơi. Đây cái nè. Sao bubble tea luôn. Các bạn rồi thầy ơi, sầu riêng, hộp bánh sầu riêng mà làm cái hộp thấy ngầu quá vậy, đeo hồ lôi. Bánh tía này mình thích ăn rồi. Kem hết nè. Ồ, wow, dễ vậy ta. Hai hộp có 10 đồng à. Còn không mau, còn không mau. Còn không mau lấy liền. Lấy hai hộp hay là nhiêu đây ta? Wow, nãy không để ý hộp bánh 26 đồng luôn á. Ok, mình cũng quay chợ mình dọn cho các bạn xem cho biết chợ Việt Nam bên Mỹ như thế nào. Bây giờ mình cũng mua xong đồ rồi, dọn về cái tiền về các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Rồi, bye bye các bạn.